Hôm qua mình đã học xong hai cách phân loại nghiệp. Thứ nhất là phân loại theo phần sự. Thứ hai là phân loại theo thứ tự trụ quả. Bây giờ mọi người còn nhớ phân loại theo phần sự thì gồm có bốn mấy loại ha? Bốn loại. Thứ nhất là sanh nghiệp. Thứ hai là trì nghiệp. Thứ ba là chướng nghiệp. Và thứ tư là đoạn nghiệp. Rồi theo thứ tự trụ quả thì đầu tiên là cực trọng nghiệp. Thứ hai là cần tự nghiệp. Thứ ba là thường nghiệp. Và thứ tư là tích lũy nghiệp. Dạ, đúng rồi. Bây giờ mình tiếp theo đó, loại thứ ba, đó là phân theo thời gian cho quả. Cũng chia ra làm bốn loại. Thì nói theo thời gian đó, thì có bốn loại. Thứ nhất là hiền bảo nghiệp. Thứ hai là sanh bảo nghiệp. Thứ ba là hầu bảo nghiệp. Và thứ tư là vô hiệu nghiệp. Hiền bảo, mình nghe chữ hiền mình biết đời hiện tại đó ha. Thành ra hiền bảo nghiệp là nghiệp cho quả ngay trong kiếp hiện tại. Tiếng Pali là Dittathamma Vedaniya Kamma. Ở đây đánh máy bị sai, chữ Vedaniya chẳng phải Naya. Thôi hồi sửa sau ha, mà sửa thì phải thoát ra. Sanh bảo nghiệp. Sanh tức là kiếp sau, kiếp kế theo, tức là sau khi mình chết xong mình sanh trở lại kiếp kế tiếp. Cho nên sanh bảo nghiệp là nghiệp mà cho quả trong cái kiếp kế tiếp. Tiếng Pali là Upapaccha Vedaniya Kamma. Thứ ba là hầu bảo nghiệp. Hầu tức là sau đó. Thành ra là nghiệp này là cho nghiệp cho quả từ kiếp thứ ba trở đi cho đến kiếp cuối cùng, khi mà người ấy chứng đắc được Niết Bàn. Tức là từ kiếp thứ ba trở về sau thì gọi là hầu bảo nghiệp. Và thứ tư là vô hiệu nghiệp, là nghiệp mà không còn cho quả nữa, nó trở thành vô hiệu, nó hết đạt rồi ha. Thì gọi là vô hiệu nghiệp. Tiếng Pali gọi là Ahosi Kamma. Đó là cái tên. Bây giờ mình sẽ đi vào cái phần giải thích. Để mà giải thích vì sao mà có là nghiệp thì trổ trong đời này, có nghiệp thì đời tiếp thứ hai, mà có nghiệp thì đời thứ ba về sau nữa, đó là do cái sức mạnh của nó. Cho nên ví dụ như ai mà có học ví dụ pháp ha, thì nghe cái đoạn này quý vị sẽ thấy nó kỹ hơn. Còn thường thì trong các sách mà không phải là sách vi diệu pháp thì chỉ nói rằng là có bốn loại nghiệp như vậy thôi. Nhưng mà trong vi diệu pháp thì giải thích kỹ hơn, đó là trong các cái tiến trình tâm thì tâm đại thiền. Tâm đại thiền tức là tâm thiền dục giới đó. Và tâm bất thiền là gồm có 12 tâm bất thiền. Nếu như ai có học qua, mới có chỉ, rất là nhiều loại tâm mà chỉ có 12 tâm bất thiền thôi. Đó là 8 loại tâm tham, 2 loại tâm sân và 2 loại tâm si. Thì như vậy những tâm bất thiện này đó, thì nó làm nhiệm vụ là tâm javana, tức là tốc hành tâm. Tức là hôm qua là cô có nói tới là 17 17 sát na đó. Thì những cái sát na đâu đó nó chỉ là tâm quả thôi. Ví dụ như là tâm hữu phần vừa qua, rồi hữu phần rung động, hữu phần dừng lại. Hữu phần là gì? Tức là cái tiềm thức của mình á, khi mà tâm mình nó không có một cái đối tượng gì để tác động vào đó, thì cái tâm ở trong cái dạng là tiềm thức, là nó rất là lặng lẽ, thì gọi là tâm hữu phần. Thì khi mà hữu phần mà khi mà có một cái đối tượng tác động vào cái dòng tâm thức của mình, thì cái dòng hữu phần nó rung động, xong nó dừng lại. Rồi sau đó đó, ngũ thức, ngũ môn hướng tâm mới khởi ra. Ngũ môn là gì? Một trong năm môn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thì một trong năm môn chứ không phải năm môn cùng một lần. Ví dụ như cùng có một mình đang ngầm ngủ, tức là khi đó tâm mình là tâm hữu phần ha, mà có nghe cái tiếng pháo nổ cái rầm, thì khi đó là cái gì, cái môn nào nó sẽ hướng tới trong năm môn. Lỗ tai thì gọi là nhị môn, nó sẽ hướng tới. Thì sau khi nhị môn nó hướng tới thì khi nó thì tiếp theo là nhị thức nó sẽ sinh khởi để nó tiếp thu cái âm, để nó tiếp thu. Và sau đó là thật ra là nó chỉ nhận biết thôi. Sau đó là cái tâm tiếp theo gọi là tâm tiếp thâu, nó tiếp thâu đối tượng đó vào. Tiếp theo gọi là tâm suy đạt ha. Suy đạt có khi gọi là tâm quan sát ha. Nó tiếp thâu vào thì nó quan sát, sau rồi thì nó mới xác định xem là đây là tiếng gì.
À, khi mà xác định xong rồi đó, à, đây là tiếng pháo. Thì khi mà nghe tiếng pháo đó, thì bắt đầu mới có phản ứng. Thì cái tâm mà phản ứng đó gọi là tâm Javana. Ở đây nói là Javana là tốc hành đó. Thì Javana này là thực sự khi đó mới phát, khi đó mới phản ứng là bằng tâm, tâm thiền hay tâm bất thiền. Ví dụ như cái người mà sờ pháo, thì khi mà họ nghe tiếng pháo đó thì họ sẽ sinh ra tâm gì? Tâm sợ hãi thì đó là tâm sân. Mà với những cái đứa bé mà nó thích chơi pháo, mà nó nghe tiếng pháo thì nó phát sinh tâm gì? Tâm tham. À, còn mà người mà bình tĩnh nhận ra rằng đang tu ngồi thiền, hoặc một người bình thường mà thấy không sợ pháo mà cũng không thích pháo, thì nghe tiếng pháo đó thì họ chỉ là một cái tâm bình thường, tâm có chánh niệm tỉnh giác và ghi nhận đây là tiếng pháo. À, thì ngay khi đó là tâm của họ là vẫn là tâm thiền. Tâm thiền vì sao thiền? Bởi vì khi đó có trí tuệ, à, có chánh niệm tỉnh giác, cho nên đó là tâm thiền. Thì như vậy đó, cái tâm Javana này nó xuất hiện tới 7 sát na lận. Nó là tấm mạnh nhất và dài nhất, cho nên nó tới 7 sát na. À, và như vậy nó làm nhiệm vụ cái tốc hành này 7 lần trong những cái trường hợp bình thường. Thì trong bảy cái tốc hành sát na này đó, thì cái sát na đầu tiên, ha, tứ tâm sở kết hợp với tốc hành tâm đầu tiên thì được định danh là hiền bảo nghiệp, tức là nghiệp sẽ cho quả của nó ngay trong đời này. Vì sao? Vì cái sát na đầu tiên là sát na yếu nhất. Vì sao? Cái tâm mà giống như mình vừa mới ngủ dậy mà mình vừa mới bắt được cái tâm đó thôi, thì cái tâm đầu tiên đó nó đang còn yếu. Những cái sát na sau đó, khi đó nó nhận được cái quả, nó biết rõ hơn, thì tâm nó sẽ mạnh hơn. Thì cái nghiệp á, nghiệp mà cái tâm mà hiền bảo nghiệp, tức là cái sát na yếu nhất, thì nó vì nó yếu cho nên nó phải trổ quả ngay. Còn nếu như nó không có trổ quả ngay được thì nó sẽ trở thành vô hiệu lực. Ha. Như vậy cái sát na tâm đầu tiên nó sẽ cho quả trong kiếp hiện tại. Tiếp theo là yếu thứ nhì, đó là tốc hành tâm cuối cùng. À, vì cái cuối cùng khi đó nó đã sắp diệt đi rồi, cho nên nó đã yếu nhất. Thì cái tứ tâm sở mà kết hợp với tốc hành tâm này thì gọi là sanh bảo nghiệp, tức là nó phải trổ quả ngay trong đời kiếp tiếp theo. Nếu không có cho quả trong đời thứ hai được thì nó cũng trở thành vô hiệu nghiệp. Còn lại năm cái tốc hành tâm ở giữa đó là nó rất là mạnh, cho nên cái tứ mà nó kết hợp với cái tâm năm cái tốc hành tâm này đó được gọi là hầu bảo nghiệp. Vì nó mạnh hơn cho nên là nó có thể trổ từ cái kiếp thứ ba trở về sau, cho đến khi cái vị này mà đắc quả A-la-hán đó, không và nhập niết bàn đó, thì khi đó nó mới trở thành vô hiệu. À, thì như vậy là mình hiểu, mình khi mình hiểu qua cái tiến trình tâm á, thì mình sẽ hiểu vì sao mà có những cái nghiệp nó trả trong đời này, vì sao có nghiệp trả trong đời tiếp theo, và vì sao có những nghiệp mà nó có thể kéo từ kiếp thứ ba cho tới những kiếp về sau nữa. Đó là do cái sức mạnh của cái tứ tâm sở. À, thì đó là cái cách phân loại theo thời gian cho quả, ha, thời gian cho quả trong kiếp hiện tại hay kiếp thứ hai hay kiếp thứ ba trở đi. Bây giờ đó mình có cách phân loại thứ tư, đó là phân theo nơi mà quả của nghiệp sẽ xảy ra. Ví dụ thì cũng chia ra làm bốn loại. Loại thứ nhất là bất thiện nghiệp, akusala kamma, là nghiệp cho quả trong bốn cảnh khổ. Cái chữ cảnh khổ tiếng Pali gọi là chữ apaya. Chữ apaya này á, nó đi ra cái chữ là aya đó. Aya là hạnh phúc, mà apa là không có. À, không có hạnh phúc là gọi là cảnh, những cái cảnh chúng sanh ở trong cảnh đó hầu như không có hạnh phúc, chỉ có đau khổ thôi, cho nên gọi là cảnh khổ. Thì gồm có bốn cõi, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và atula. Thì bất thiện nghiệp á, thì hồi nãy mình nói đó, chỉ có là cả thảy 12 cái tâm bất thiện thôi, nhưng mà nó biểu hiện ra rất là nhiều những cái hành động qua thân, qua khẩu, qua ý. Thì lát nữa mình sẽ đi vào là thập bất thiện nghiệp hay gọi là thập ác nghiệp á. À, nó sẽ biểu hiện ra những cái hành động đó ha. Thì mình thấy ha, trong số các loài tâm 121 tâm thì chỉ có 12 tâm bất thiện thôi, nhưng mà cái tần số mà nó xảy ra cho vị chúng sanh ở trong cõi người, ở trong cõi dục của mình thì nó rất là nhiều ha. Trong khi là những cái tâm thiền kia thì nó số con số thì rất là nhiều, nhưng mà nếu mình không biết tu tập thì tần số nó xảy ra là rất là ít.
Cho nên Đức Phật Ngài mà nói rằng là cái số người mà được sinh làm người á, nó ít giống như là sừng trâu, mà số người mà bị sinh vào trong quái khổ đó nhiều như là lông trâu. Như vậy đó, nếu như vì sao mà sinh vào bốn cảnh khổ đó là do tạo nghiệp bất thiện. Rồi sau đó đó thì mình có là thiền nghiệp dục giới, là kama vachara kusala kama. Kama vachara là dục giới, kusala là thiền, và kama là nghiệp. Nghiệp thiền dục giới là nghiệp mà cho quả trong bảy quả vui dục giới, tức là quả người và sáu quả chư thiên dục giới. Ai có ai nhớ được là quả trời dục giới có sáu tầng, có sáu quả trời là tên gì không? Thứ nhất là gì? Tứ đại thiên vương. Tiếp theo là gì? Đao lợi. Đao lợi, đao lợi là tên, cái tên đao lợi còn có tên gì nữa? Là tam thập tam thiên ha. À. Tam thập tam. Tam thập tam gọi là ta va tin sa. Thì ta va tin sa người ta mới phiên âm là thành đao lợi đó ha. Rồi tiếp theo là quả gì? À, quả đâu xuất tiếng Pali là gì? Tusita. Rồi tiếp theo là quả gì? Yama. Yama thiên là Yama. Tiếp theo là quả gì? Hỏa lạc thiên. Và quả cao nhất thứ sáu là tha hỏa tự tài thiên. À, như vậy là có sáu quả trời cộng thêm với quả người gọi là bảy quả, bảy quả vui. À, cho nên là thiền nghiệp dục giới. Thiền nghiệp dục giới là ví dụ như là bổ thí, như là trì giới, à, như là cung kính, ha, như phục vụ vân vân, thì lạc nữa mình sẽ nói tới ha. Đây là nói cái tên chung chung cái đã. Rồi đến sau đó đó là có thiền nghiệp sắc giới. Rupa vachara kusala kama. Chữ rupa là sắc, avachara là giới, kusala là thiền, kama là nghiệp ha. Nghiệp thiền sắc giới là nghiệp cho quả trong 16 quả sắc giới. Thì thiền sắc giới đó là có 4 tầng thiền ha, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Mà mỗi tầng thiền á thì cho ra mấy mấy, mỗi tầng thiền là cho ra mấy quả. Mỗi tầng thiền á, mỗi tầng thiền là cho ra 4 quả ha, cho ra là 4 nhân 4 là 16 quả. Rồi thiền nghiệp vô sắc giới đó thì có là 4 tầng thiền. À, thiền nghiệp vô sắc giới là gồm arupa vachara kusala kamma. À, tức là nghiệp cho quả trong 4 quả vô sắc. Ai còn nhớ 4 quả vô sắc, quả thứ nhất là gì nè? Thứ nhất quả vô sắc, thứ nhất là không gì? Không vô biên xứ. Thứ hai là thức vô biên xứ. Thứ ba là vô sở hữu xứ. Và thứ tư là, đúng rồi, phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Thì khi mà từ cái quả muốn tu thiên sắc giới vô sắc đó ha, thì người đó không phải từ từ đồng mà từ quả dục giới mà qua quả vô sắc giới liền được đâu. Mà muốn tu thiền vô sắc á, là phải đi tuần tự từ thiền sơ thiền đến nhị thiền, tam thiền, tử thiền, phải đắc được tử thiền sắc giới. Rồi từ cái tử thiền sắc giới đó mà chuyển qua lấy cái đề hư không làm đề mục hành thiền đó, rồi mới đắc được thiền của vô sắc. Chứ không phải là mình nhảy một cái từ dục giới lên vô sắc giới được ha. Cho nên á, là cái nền tảng của thiền vô sắc giới chính là tử thiền sắc giới. Và khi một người, vì sao mà họ tu thiền vô sắc? Quý vị thấy rằng đó là bởi vì có một số người thì cảm thấy rằng đó, khi mà có cái thân này thì rất là khổ. Có cái thân này thì nó có đói, khát, nóng, lạnh. Rồi á, là tất cả những cái thứ đòi hỏi về sinh lý đó, làm cho mình là phải đi lo kiếm ăn, kiếm mặc, phải đi lo làm cực khổ, cũng chỉ để nuôi cái thân này thôi. Rồi đến khi bệnh tật rồi chết chóc nữa, thì người ta mới nghĩ rằng nếu như không có cái thân này thì mình nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Vì vậy cho nên người ta mới tu làm sao để đạt tới một cái cõi mà chỉ còn cái tâm thôi, không còn cái sắc nữa, không còn cái thân nữa, thì đó chính là cõi vô sắc. Và người ta cũng có được những cái cõi như vậy. Có những cõi chỉ có tâm thôi mà không có sắc, thì cõi đó gọi là vô sắc. À, ở đây đó, hồi nãy đó mình có nói tới bất thiện nghiệp, thì á, là gồm 10 có 10 bất thiện nghiệp. Và cái con đường mà người ta đi, người ta hay dùng gọi chung là chữ đạo, là gọi là 10 bất thiện nghiệp đạo. Tiếng Pali gọi là akusala kamma patha. Akusala là bất thiện, kamma là nghiệp và patha là đạo, là con đường mà người chúng sanh hay đi. À,
đường hướng hành động hay là nghiệp đạo. Thì đây là tên chỉ cho một cái nhóm 10 loại nghiệp bất thiện. Thứ nhất á, thì chia ra làm trong 10 cái bất thiện nghiệp này chia ra làm 3 nhóm ha. Nhóm thứ nhất gọi là thân nghiệp bất thiện. Akusala kaya kamma ha, thân nghiệp thì mình gọi là kaya. Kaya là thân, kamma là nghiệp ha, và akusala là bất thiện. Thì thân nghiệp gồm có 3, thân nghiệp bất thiện có 3. Thứ nhất là sát sanh. Chữ sát sanh á, tiếng Pali là panatipata. Pana là chúng sanh và atipata là giết hại. Cho nên hai chữ này cộng lại là sát sanh. Thứ hai là trộm cắp hay là lấy tài sản của người khác một cách bất hợp pháp. Cái từ trộm cắp á, dịch á, đôi lúc là làm cho mình hơi khó hiểu, chứ thật ra mình phải dịch là lấy của không cho. Bởi vì tiếng Pali là chữ adinadana. Chữ a là không, dinna là được cho và adana là lấy. Như vậy đó, adinna là của không cho và adana là lấy, của không cho. Thì khi mà mình nói lấy của không cho thì nghĩa nó sẽ rộng hơn là trộm cắp. Bởi vì trộm cắp mình nghĩ rằng khi nào người mình vô nhà người ta, mình mở tủ, mở khóa mà mình lấy đâu mà gọi là trộm cắp. Còn giả sử người ta đánh rơi mà mình lườm thì không phải trộm cắp. Mình hay nghĩ vậy phải không ạ? Nói người ta đánh rơi tôi lườm mà đâu có sao. Nhưng mà cái chuyện mà đánh, người ta đánh rơi mình lườm á, có phải trộm cắp không này? Quý vị nghĩ có phải trộm cắp không? Bởi vì cái vật người ta đánh rơi đó đó không phải là cái vật không chủ. Cái vật đó là có người sở hữu. Và chắc chắn mình biết rằng vật đó là có người sở hữu, với cái điện thoại không phải tự nhiên mà nó rơi trong cái phòng học này. Chắc một cái ví tiền hay là một cái điện thoại hay là bất cứ một đồ vật gì mà nó rơi trong cái phòng này thì không phải nó từ trên trời nó rơi xuống, mà chắc chắn của một người nào đó sơ ý làm rơi. Cho nên chắc chắn đó là vật có chủ sở hữu, và mình biết rằng đó là vật có chủ sở hữu mà mình vẫn lấy, mình cố gắng lấy và mình đã thực hiện cái hành động lấy đó rồi, đó là mình đã phạm giới trộm cắp rồi. Cho nên là lần sau mà quý vị nhiều khi mình không hiểu, cái giới, mình không hiểu chí pháp, cho nên mình nghĩ rằng cái đó người ta rất thấy tôi lườm, thì tôi không có đi ăn trộm của ai cả. Mình tưởng mình không phạm, chứ thật ra là có phạm. Vậy thì lần sau mà quý vị mà thấy ai mà làm rớt đồ đạc, rớt tài sản đó, cái cách hay nhất, có hai cách để mình làm. Cách hay nhất á, để yên đó. Giả sử như người ta để quên cái đồ gì trên bàn á. Bởi vì sao? Người ta để quên sau đó người ta sực nhớ ra. Người ta nhớ, người ta để quên cái góc đó, người ta quay lui lại lấy. Nếu như cái môi trường đó là cái môi trường mình cảm thấy an toàn, giống như trong nhà mình hoặc là cái chỗ nào mà mình thấy, hoặc là trong chùa mình thấy chỗ đó an toàn, thì cứ để yên cho người ta coi lui, người ta lấy. Còn nếu như chỗ đó mà mình thấy không an toàn, nhiều người qua lại và cái khả năng sẽ bị mất á, sẽ rất là cao, thì trước khi mà mình đụng tới cái đồ vật đó đó là mình tạc ý lên trước, là người nào để quên đồ thì tôi sẽ lượm cái đồ này tôi đem lên tôi gửi. Mình gửi cho ban tổ chức. Ở đây thì mình gửi cho ban tổ chức để nhờ ban tổ chức thông báo cho mọi người biết là ai có để quên cái điện thoại hay ai có để quên cái viết thì lên văn phòng để nhận. Thì như khi đó mình mới lượm lên, thì còn mình đừng có lượm lên với cái tư tưởng rằng không biết có ai lượm, có ai rớt mình lượm mình sai ha, là mình phạm giới. Đó là giới trộm cắp ha. Adinadana là lấy của không cho. Và thứ ba là tà dâm, kamesu michachara. Kamesu là trong các dục và michachara là tà hành. Tức là quan hệ bất chánh. Người đã có gia đình rồi mà quan hệ với người khác, hoặc là người chưa có gia đình nhưng mà quan hệ với người đã có gia đình, thì đều gọi là phạm cái giới này. Hoặc là quan hệ với người chưa có gia đình nhưng mà người đó là đang ở trong cái sự bảo hộ của người lớn hơn. Ví dụ như người đó họ chưa đủ tuổi thanh niên, hoặc là họ đủ tuổi thanh niên rồi nhưng mà họ còn sống với cha mẹ, được cha mẹ bảo bọc, thì nếu có quan hệ với người đó đó thì cũng gọi là phạm giới tà dâm. Thì ba cái giới này nó thuộc về thân nghiệp. Tiếp theo là khẩu nghiệp bất thiện. Vachakamma, akusala vachakamma có 4. Thứ nhất là nói dối, musavada. Musa là điều dối trá và vada là nói. Musavada là nói dối. Nói dối tức là nói sai sự thật, có nói không, không nói có. Ở ngoài đời đó, người ta nói rằng có, giống như bên văn hóa Tây phương á, người ta dùng cái từ là lời nói dối vô tội.
tiếng Anh người ta gọi là white lies. Lies là lời nói dối và white là trắng, trống trắng. Người ta cho rằng có những cái lời nói dối nó vô tội. Ví dụ như là có bệnh nhân bị bệnh rất là nặng, nhưng mà bác sĩ phải nói dối rằng là bệnh của họ không sao để họ khỏi phải lo lắng. Hoặc là có những cái trường hợp á, mà cái người đó, cái thân kinh của họ không ổn định mà cho họ biết một cái tai họa xảy ra thì sợ là họ bệnh nặng hơn. Cho nên là người ta cho rằng trong những cái trường hợp mà nói dối như vậy thì là không phạm giới. Nhưng mà thật ra đó, nếu như mà điều đó là sai sự thật, mình nói và người ta tin điều mình nói thì điều là phạm giới cả. Nhưng mà cái mức độ nặng hay nhẹ là do cái tác ý của mình thiện hay bất, trong khi đó là tác ý của mình là nghĩ tốt cho người ta hay nghĩ xấu cho người ta thôi. Chứ còn thật ra đều là phạm giới hết á. Và ví dụ như thật ra đó, quý vị mình suy cho cùng ha, một người mà họ bị bệnh sắp chết đi, họ biết là họ bị ung thư và họ chỉ còn có 3 tháng hoặc 6 tháng nữa thôi, thì bác sĩ có nên giấu hay nên cho biết? Theo quý vị thì nên giấu hay nên cho biết? Nên cho biết, bởi vì ít nhất họ biết để họ còn chuẩn bị cho cái chết của họ chứ. Họ có quyền được biết và họ nên được biết rằng là mình đã sắp chết rồi. Bởi vì khi mà mình nghĩ mình còn sống lâu thì mình dễ vui lắm. Quý vị thấy không, hiện giờ mình đang còn trẻ, người nào mà khoảng dưới 50 hoặc là dưới 60 đó, mình nghĩ rằng là mình còn khỏe, mình còn trẻ cho nên mình còn sống lâu thôi, từ từ rồi tu chứ chơi rồi đó ha. Mình hay có cái ý tưởng đó. Chỉ khi nào mình biết rằng là mình sắp chết rồi đó, khi đó không còn thì giờ mà chơi bời nữa, thì lo mà tu để có cái hành trang mà đem theo. Nhưng mà mình phải nên nhớ một điều là không ai biết trước mình sẽ chết giờ nào. Nhiều người chết rất là còn trẻ, mà mình ra đường, mình ngồi trên xe, mà mình đã giao cái tính mạng của mình cho tài xế rồi. Ha. Mình đi bộ thôi cũng chẳng có thể có rất là nhiều tai họa, chứ không phải là khi mình ngồi trên xe mà bị. Cho nên á, có cái bài tập là niệm sự chết á, một cái bài tập rất là hay, để cho mình nghĩ, biết rằng là cái chết sẽ tới bất cứ lúc nào để chúng ta không có còn dễ vui nữa. Thì quay trở lại đó, thì dù bất cứ cái trường hợp nào chúng ta không nên nói dối. Thường mà chúng ta nói dối là trong những cái trường hợp á, là có những người hỏi mình những cái câu hỏi mà mình không muốn trả lời. Bởi vì có khi mình nói sự thật là sẽ đem lại rắc rối cho mình, hoặc đem rồi rắc rối cho người khác chẳng hạn, cho nên mình không muốn nói sự thật. Thì nếu như quý vị không muốn nói sự thật thì có nhiều cách để tránh trả lời, chứ không ai bắt mình phải nói dối hết. Đúng không? Có. Ví dụ như có người á, mình làm lương rất là cao, nhưng mà mình không muốn cho người trong nhà mình biết lương cao vì sợ họ ỷ lại, họ xin. Có không nè? Có. Thì bây giờ người nhà mà hỏi mình lương bao nhiêu mà mình thì mình đừng có nói dối, mình có cái cách khác để mình nói. Mình nói chuyện đó là chuyện của tôi. Vì sao mà hỏi? Mình nói vậy thì tự nhiên họ cảm thấy xấu hổ, họ không hỏi nữa chứ có gì đâu. Đúng không? Mà mình giận dần. Mình những cái lúc đó mình hơi vui giận dần một cái, người ta không có chuyện gì họ phải biết được cái chuyện của mình hết á. Chứ không có cái chuyện không ai bắt buộc mình phải nói dối hết, đúng không? Rồi giống như bạn mình hỏi chuyện vô duyên, chuyện đó không nên hỏi. Mình hỏi xong tự nhiên họ thấy họ vô duyên thiệt. Đúng không nào? Chứ vì sao mình phải đi nói dối? Cho nên mình là người Phật tử đó, mà mình muốn thực hiện cái hành chân thật á, không nói dối đó, mình phải có cái trí tuệ và đôi lúc phải có cái sự hài hước ha, để làm sao mình không trả lời, không nói dối mà người ta không có buồn. Rồi thứ hai á, là nói lời chia rẽ đâm thọc. Pisuna vacha, nói lời chia rẽ đâm thọc á, là mình đi tới người này mình nói xấu người kia, đi tới người kia nói xấu người khác. Mục đích làm gì? Là để cho hai người này đó đừng có chơi với nhau nữa, để họ chơi với mình. Hai ông đó đứng chơi thân với nhau mà họ không chơi với mình, thành ra mình phải chia rẽ, mình phải lý giảng họ mới được. Và cái lý giảng này đó là ngày xưa cho tới bây giờ người ta rất là thành công, đặc biệt là chính trị đó. Mấy ông chính trị là chuyên làm cái kệ mà lý giảng thế này. Bởi vì coi nhớ ngày xưa mà câu chuyện mà cái nước mà Vachi mà muốn quá đánh cái nước bên kia hàng xóm đó, mà tới hỏi Đức Phật là bây giờ tôi đi đánh cái nước đó có được không đó, thì Đức Phật á, ngài không có trả lời, mà ngài hỏi ngài Ananda là sử Vachi bây giờ họ còn giữ bảy cái điều bất thối không. Thì trong 7 điều đó, tức là họ thường xuyên hồi họp này, họ tôn trọng truyền thống này, rồi họ tôn trọng người lớn tuổi, họ bảo vệ cho phụ nữ vân vân này, thì nếu như mà thì ngài Ananda nói họ vẫn còn giữ
Thì Đức Phật nói nếu như dân chúng cái sự đó mà họ sự bát chi đó mà họ còn giữ được 5-7 cái điều đó thì không nước nào mà đánh lại nước họ được cả, vì họ sẽ có, họ có sức mạnh rất là to lớn. Thì ông vua đó ông về ông nghe như vậy, ông nói được rồi, bây giờ họ mà đang đoàn kết như vậy thì ta sẽ lý giảng họ. Thành ra là ông cho người đi qua trà trộn vào cái sự đó. Bắt đầu trong cả cái hoàng tử mà đang là rất là thân thiết với nhau như vậy đó, là ông tới á, khi mà các hoàng tử đang chơi với nhau, ông tới ông nói nhỏ ông tai người này một chút, mà ông nói cái chuyện không có gì cả nghe. Thật ra là ông chỉ hỏi ngày mai là thái tử có đi săn với túi không, nhưng mà lâm bồ nói nhỏ nhỏ ông tai vậy đó. Rồi ông mấy ông kia mới tưởng ông này là nói nhỏ với ông kia là chắc chắn là có cái chuyện gì âm mưu. Rồi buổi sau tới nói nhỏ tai ông khác và cái đó là cuối cùng á, là mấy ông thái tử đang nghi kỳ nhau. Rồi cuối cùng là họ không thèm tin tưởng nhau, và đến khi họ người này không đồ chiều giúp đỡ người kia, và cuối cùng họ tấn công là họ thắng. Thành ra đó cái cách mà ly giảng ha, tới làm cho người ta nghi ngờ lẫn nhau, làm chia rẽ, thì á mình thấy rằng là ở ngoài đời người ta làm cái chuyện này rất là nhiều, vì mục đích là gì? Chia rẽ người ta để người ta mất đi cái sức mạnh, để mình có cái sức mạnh để mình chiến thắng họ. Thì đây là một trong những nghiệp xấu. Còn có những người đó thì không phải là chính trị, nhưng mà đó nói lời đấm thập chia rẽ này á, là hầu như là thành cái thói xấu quen nha. Ví dụ như họ ngồi với nhau, họ không muốn nói chuyện người này ngồi người A, mà ngồi với người B thì không còn nói chuyện người A người B, mà muốn nên nói chuyện người C người D thôi, nói chuyện sau lưng người khác mình thấy thoải mái hơn. Có không nè? Có. Ví dụ đặc biệt những chuyện xấu nữa đó, mình không nói trực mặt, mà mình nói chuyện xấu của một người thứ ba mình nói nó thoải mái lắm. Chứ con nói xấu của cái người trực mặt mình cảm thấy ngại. Thành ra cái đó cũng là nói lời chia rẽ đó ha, nói lời đấm thọc đó. Thứ tiếp theo là nói lời thô ác, tiếng Pali là pharusa vacha. Nói lời thô ác á, là ví dụ như là có những người mà họ hay nói cái lời cọc cằn, rồi thậm chí hay chửi đồ ngu như bò, đồ ngu như heo. Rồi á, là nói là thôi mi đi chết đi cho rồi. Họ hay, có những người họ hay nói những câu vậy đó. Quý vị có biết á, là trong giới của tỳ kheo đó ha, thì cái giới mà ba la di là giới mà bất cộng trù đó, bị trục xuất á, thì trong đó có cái giới là giới giết người. Mà thậm chí không phải là mình cầm giáo giết người, mà chỉ cần mình tới cái người đó đó, mình nói ôi trời anh sống chỉ cực khổ thôi, chết cho rồi, sẽ chết con sướng hơn. Mà nói vậy mà người ta đi chết ra là mình cũng phạm tội giết người đó. Cho nên phải cẩn trọng lời nói. Mà ra sống hiểu sao tạo đây, hình như người ta coi phim hay sao, người ta bắt giữ cái câu thôi đi chết đi chứ rồi. Có câu đó phải không? Họ hay nói đi chết đi. Mà cái câu đó là câu rất là xấu. Câu đó là những cái câu rất là thô, rất là ác. Và mình nói những cái câu mà làm xúc phạm người khác đó. Đồ ví như như là như người ta mà họ đang bị thất bại đã tới mình chế đồ anh làm anh là đồ bất tài ha, anh là không làm được cái việc gì cả đấy, về mà thôi đi về nuôi heo đi, đi về chu chuồng heo đi, chỉ ví dụ vậy đó. Đó là lời thô ác làm xúc phạm người khác, mà bản thân mình không thích nghe cái lời thô ác đó thì mình đừng có bao giờ nói lời thô ác với người khác ha. Đó là khẩu nghiệp á. Mà ba cái kia đó có khi mình nói, nhưng mà cái tội thứ tư đây nè, nó nói chuyện phu phiếm á, xâm pháp ba la pa là nhiều nhất, đúng không? Bạn bè rảnh nó rủ nhau ra tiệm cà phê, và ra tiệm cà phê nói chuyện gì? Trên trời dưới đất, chuyện đá bóng, chuyện gì? Chuyện phim ảnh, chuyện mỹ phẩm, chuyện thời sự chính trị ha. Mà nói chuyện là cuối cùng nó không có lời gì hết á, đốt thời gian thôi, gọi là nói chuyện phù phiếm vô ích. Thậm chí những người tu mà không khéo ngôn nói chuyện với nhau cũng nói chuyện đó. Cho nên trong kinh gì Sa Môn Quả hả, trong kinh Phạm Vọng á và kinh Sa Môn Quả đó, thì trong đó có những điều Đức Phật cấm tỳ kheo không được nói tới. Những tỳ kheo mà ngồi lại với nhau không được nói chuyện vua, chuyện quan, chuyện chính trị, chuyện thời sự, chuyện đàn ông, chuyện đàn bà, chuyện mưa nắng, chuyện ruộng vườn, không được nói những chuyện đó. Mà gặp nhau chỉ được nói chuyện gì? Nói đạo thôi, nói chuyện giáo pháp thôi. Quý vị biết ngày xưa mà khi Đức Phật giảng kính tự niệm xứ là giảng cho người xứ nào không? Người xứ Kuru.
À, mình sự guru hiện giờ là ở thành phố New Delhi, là thủ đô của Ấn Độ đó. Bây giờ đó là nếu ai mà qua Delhi á, thì sẽ có một cái thánh tích để mình có thể tới. Ở đó có một cái bia bằng đá ghi rằng đây là sự guru mà nơi ngày xưa Đức Phật thuyết bài kinh tự niệm xứ. Và sau khi Đức Phật giảng cái bài kinh tự niệm xứ đó cho sân dân sự guru xong đó, thì khi họ mà gặp nhau ở nơi chỗ những cái chỗ giếng nước, ở những cái chỗ vừa ruộng vườn, ở những cái chỗ trên đường đi đó, gặp nhau là không còn nói chuyện tào lao nữa, mà hãy anh đang hành là đề mục nào, à ngon chưa, à đang hành niệm thân hay là niệm thọ, mà niệm thân là đang niệm hơi thở hay niệm tự oai nghi, à rồi đã thấy đã có những anh mức hành mức độ tới mức độ nào, thấy được sinh diệt chưa, à rất là hay. À còn bây giờ mình gặp nhau mình nói chuyện gì, à mình phải tự vẫn lại lương tâm, mình gặp nhau mình nói chuyện gì. Cho nên Đức Phật dạy các tỳ kheo mà gặp nhau, một là bàn luận về đạo pháp, mà hai là giữ im lặng của bậc thánh. Cho nên trong các trường thiền người ta hay là keep noble silence, giữ im lặng của bậc thánh. Và trong các trường thiền mà nghiêm túc đó, là suốt 10 ngày họ không cho mình nói chuyện dù là bằng mắt. À, ai cũng nhắm mắt nhìn xuống mà đi thôi. Để làm gì? Bởi vì khi mình nói chuyện là mình bị phân tâm, cái tâm mình nó tán loạn và mình không thể ở trên cái đề mục để mình chánh niệm được. Ai mà khó mà nói chuyện mới giữ được chánh niệm lắm. Cho nên là mình bực nói chuyện thì mình bực phân tán chánh niệm, bực thất niệm đi. Ha. Cho nên sau khóa tu này về bực giùm cho tôi cái phần này nè. Nói chuyện phu phiếm vô ích nè ha. Ha. Thì giờ rảnh á, đừng đi uống cà phê nữa. Ở nhà mình cũng có cà phê mà. Pha ly cà phê ra, lấy cuốn sách ra đọc. Ha, tuyệt vời vô cùng. Trong sư ông Huỳnh Không Sơn Thường á, sáng đi sư cô vô thăm sư ông đó, sư ông nói là sư ông có cả thầy 40 tác phẩm. Hiện giờ đó đã in ra lại được 11 tác phẩm. Và có người là họ sẽ còn 29 tác phẩm sẽ in dần dần. Cho nên quý vị nào mà muốn đọc sách, cái ngày mà trước khi đi ra đi về đó, lên Huỳnh Không Sơn Thường xin sách đem về đọc. À, đem nhiều sách để mình đọc lắm, sách rất là hay. Còn đọc không còn hết nữa, thì giờ đâu mà đi nói chuyện phu phiếm vô ích ha. Không còn thi giờ nữa đâu, sắp chết rồi. Nha. Tinh của tường sư nói chơi, nói thiệt đó. Sắp chết thiệt đó. À. Rồi như vậy khẩu nghiệp mà mình thấy thôi bây giờ đó, hầu như là mình ít tạo cái thân nghiệp. Bởi vì mình ít bị Phật sắc sanh rồi đúng không? Mình ít phải trộm cắp rồi. Mình cũng ít không còn kỳ hiểm khi mà Phật tử mà cũng phàm cái giới ta dâm rồi. Cho nên ba cái sát đào dâm đó hầu như là mình ít bị phàm. Nhưng mà cái khẩu nghiệp á bị phàm nhiều hơn đúng không? Cho nên để ý nhiều hơn cái khẩu nghiệp này chút. Khi sắp sửa nói dối thôi, không cần nói dối, nói thiệt đi, thiệt thôi anh chút được. À, nhưng mà an toàn. À, khi sắp sửa nói lời chia rẽ mình là thôi, mình nói cái lời gì đem lại sự hòa hợp, không nói sự chia rẽ. Khi sắp sửa chửi người ta thì thôi đừng chửi nữa. À, niệm Phật. À, sắp sửa người ta thay vì định chửi một cái cho nó đã thôi, nam mô mô Phật. Mô Phật. À, hay là mô Phật cái lần quá hết á nha. À, và định nói chuyện phu phiếm vô ích thì thôi bỏ đi về đọc sách nghe pháp, thậm chí đi ngủ đi, đi ngủ không có tạo nghiệp. À. Và cuối cùng mình có cái phần là ý nghiệp bất thiện. Akusala Manokama. Thì ý là gồm có ba: ý tham, avicca, ác ý hay là sân là vyapada, và tà kiến là micchaditthi. Tham là một cái gọi là ý nghiệp bất thiện. Nhiều khi cái tham đó mình nghĩ nó không có hại ai. Ví dụ như thích ăn ngon, thích mặc đẹp. À, thì mình tưởng là không hại ai, nhưng mà thật ra đó thì cái tâm tham nó khởi lên, nó dính mắc với cái dục lạc á. À, thì đó cũng là một cái niềm bất thiện rồi đó. À, mình thấy ví dụ như ha, mà bình thường á, quý vị thấy này, bình thường mình ngồi ở nhà thì cái tâm tham mình nó không có khởi mấy. Vì nó không có bị cái duyên, cái trần cảnh bên ngoài làm duyên. Mà bạn bè đang rảnh, bạn bè nó rủ mình đi vô siêu thị. Mà vô siêu thị, vô mấy cái shopping mall, mấy cái khu mua sắm đó. Thì tự nhiên thấy cái gì cũng thích hết, đúng không?
ở nhà thì không có khởi tâm tham thôi. Ở nhà mình đâu có nghĩ mình cần mua áo, mua quần, mua giày, mua dép đâu. Nhưng mà bạn mình nó rủ mình đi vô khu mua sắm, nó tự nhiên thấy cái áo đó đẹp, nó muốn mua. Thấy đôi giày đẹp muốn mua. Phải không? Thì á, như vậy đó là cái cảnh nó lâm duyên cho cái tâm tham mình khởi lên. Thì những cái lúc mà tâm tham khởi lên như vậy đó, mình phải có cái cách để mà mình vượt qua cái tâm tham đó. Thì mình nên đặt cái câu hỏi, khi mình muốn mua một cái gì đó, mình nên đặt câu hỏi để tự mình dạy mình ha. Cái này là mình cần hay mình thích? Nếu như mà mình cần, ví dụ như là trời sắp tới mùa mưa mà mình chưa có cái áo mưa, mình thật sự cần mua một cái áo mưa thì cứ mua. Hoặc là trời sắp tới mùa lạnh mà mình không có áo lạnh thì cần mua một cái áo lạnh thì được. Chứ ở nhà mình đã có 3 cái áo lạnh rồi. À, bây giờ nó thấy cái áo lạnh nó thời trang đẹp quá, mình vẫn muốn mua nữa. Mà mình hỏi là nếu không có cái áo này mình sống được không? Mình vẫn sống được, không sao cả, thì đừng có mua. Và cái đó là khi mà khi đó mình vượt qua được cái tâm tham á, thì tức là mình dạy cho mình và mình đã chuyển thẳng chỉnh mình rồi đó. Ha. Có mình ở nhà có một chục đôi giày rồi mà cái thấy đôi giày đó vẫn muốn mua nữa. Có không nè? Hình như mấy cô này cũng có ai có dưới 3 đôi giày đó phải không? Ha. Mà thấy vẫn cứ muốn mua thôi. Có không? Có không? Có. Cho nên lần sau mình mà thấy đi siêu thị ha, đi khu mua sắm mà thấy giày mà thích, từ giày mình. Chứ thầy nào không có giày mình hay bằng mình đâu, đúng không? Thầy làm sao đi theo mình ra tới siêu thị được? À, chỉ có chánh niệm tình giác khác nó đi theo mình để giày mình thôi. Thì đó, tham là như mỗi lần mà tham khởi lên, thì Đức Phật nói rằng tâm tham khởi lên thì mình phải nhận ra là có tâm tham và mình dừng lại. À. Rồi tâm sân khởi lên, ác ý là tâm sân. Một cái sự bực bội, khó chịu là điều là tâm sân cả. Người ta mà nói một cái câu khó nghe thôi là mình đã khó chịu rồi. Mà thậm chí người ta không có kêu tên mình nữa nha. Người ta nói bỗng bỗng dò thôi mà mình thông minh quá là mình cũng đã sân rồi. Có không? Rồi có cái tâm sân, có cái tâm sân là vui lắm. Có hai loại tâm sân. Là tâm sân thì tâm sân nào là cũng hợp với phần nộ, cũng có thọ ưu hết rồi. Mà có một cái loại tâm sân hữu trợ và một loại tâm sân vô trợ. Cái người mà thông minh á, là nghe nó nói một câu là mà nó nói xấu mình là mình nổi sân liền. Còn cái người mà chưa có thông minh, chưa bén nhạy đó, thì mình mới nghe, mình không có thấy cái tên mình chưa có hiểu đó, cho mình chưa có sân. Và cái đứa bên cạnh nó nói mày đó. À vậy đó, bắt đầu khi đó mình nổi sân lên. Thì đó là tâm sân hữu trợ. À, là cần có sự nhắc bảo. À, mà mình thấy mình có cả hai loại tâm sân đó phải không? À, mà cái tâm sân á, mà không cần nhắc bảo á, là tâm sân mạnh hơn. Tâm sân mà cần nhắc bảo nó yếu hơn. Tâm tham cũng vậy ha. Có loại tâm tham hữu trợ và có loại cái tâm tham vô trợ. À, tâm tham mà vô trợ là cái đứa mà đầu nầu á. Đứa đó là một định đi ăn trộm ha. Mà cái tâm nó tham lắm cho nên nó khởi lên nó sẽ đi ăn trộm, cướp trộm nhà băng, cướp nhà băng. Nhưng mà nó đi một mình thì không được. Cho nên nó phải đi rủ bạn bè. Để đứa này vào đứa kia canh đó. À, thì cái nó đi rủ bạn bè thì cái đứa bạn bè rủ mới đi. Thì cái đứa đó là khi đó nó mới khởi tâm tham lên. Thì đứa là tâm tham hữu trợ. Còn cái đứa mà đi trước á, đi đầu nầu đó, thì đứa đó là tâm tham vô trợ. Thì tâm tham vô trợ nó mạnh hơn, tâm tham hữu trợ nó yếu hơn chút ha. Rồi có cái loại tâm tham thọ hỷ và có cái loại là tâm tham thọ xả. Cho nên á, ví dụ như ha, lần đầu tiên mà mình được ăn một tô phở, có những người mà đi Ấn Độ mà 20 ngày thôi mà không được ăn tô phở nào hết á. Việc đầu tiên mà từ sân bay mà đi về cả là đi kiếm tô phở ăn cái đã rồi mới về nhà. À, thì những cái lúc đó ăn là tấm tham thọ hỷ dữ lắm. Ăn được tô phở như vậy thì thôi, sung sướng lắm ha. Nhưng mà nếu như ngày nào không cho ăn phở hết á, thì tới ngày thứ 3 của con thọ hỷ không? À, khi đó là thọ xả. Mà đến qua ngày thứ 4 là chắc là thọ sấn rồi đó, thọ ưu rồi đó. Ha. À. Thì những cái lúc đó mình biết rõ cái tấm của mình. Ha. Thì tâm sân là tâm thọ ưu. Mà quý vị biết ha, trong 121 loài tâm là chỉ có 2 tâm thọ ưu thôi, 2 tâm sân thôi. Cho nên khi nào mà tâm mình buồn, khó chịu, không thoải mái. Ví dụ như hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn, không hiểu vì sao tôi buồn. Đó là tâm gì? Là tâm sân. Vì sao mình biết chữ sân? Vì có chữ buồn trong á. Bởi vì sao người đó cảm thấy rằng không bằng lòng với cái mình đang có, cảm thấy nó trống trải. Cho nên thấy nó thiếu thốn cái gì đó và đang muốn thay đổi, không muốn chịu, không thích cái cảm giác thọ xả này. À, chứ không bằng lòng với cái hiện tại thì đó là tâm sân. À,
Cho nên mình phải nhận ra ha. Nhiều khi mình đã có tâm tham hoặc có tâm sân mà mình không có biết. À, cái tâm sân nhiều khi nó vi tế lắm. Ví dụ như hồi đó có một sư cô Bắc Tông đi vô trong chùa Nam Tông, thì thấy là chùa Nam Tông ăn mặn. Thế có một sư cô nhà bếp là đang làm cá. Làm cá mà thật ra làm cá này đó không phải làm cá sống. À, tức là rửa cá thôi. Nhưng mà cô nhìn vào là cô khó chịu lắm. Rồi cô ra rồi trời ơi, đi vô nhà bếp mà thấy mấy cô làm cá khó chịu ghê. Và họ nghĩ rằng đó cái khó chịu của họ là chuyện bình thường. Và họ nghĩ rằng là bởi vì họ ăn chay, họ rất là thanh tịnh, cho nên họ thấy cái chuyện đó họ cho là bất tịnh và họ cảm thấy khó chịu. Nhưng mà bây giờ hỏi tâm đó là tâm gì? Tâm sân. Vậy thì khi đó họ thiền hay bất thiền? Mà cứ nghĩ rằng mình thiền là vì mình ăn chay cho nên mình là thiền. Nhưng mà ăn chay mà không khéo thì là làm duyên cho cái tâm bất thiền, đó là tâm sân. Rồi là làm duyên cho cái tâm tham. Có không? Ăn chay mà phải ăn cho ngon, cho dở là ăn cũng được ha. À, rồi á, nó làm duyên cho cái tâm ngạ mạn. Quay thường người ăn mặn dữ lắm. Rồi nó làm duyên cho tâm tà kiến. Phải ăn tu là phải ăn chay, với tu mà ăn mặn là sai rồi. Thì như vậy là ta kiến hiểu sai đó. À, cho nên á, các bạn cẩn trọng ha. À, cái pháp tu của mình á, mình cho là đúng, nhưng mà những cái mà hệ quả đi kèm theo đó, mình càng tu mà mình càng khó chịu, càng tu mà càng dễ sân hận. Ví dụ như người thích hành thiền là tới cái giờ đó 8 giờ ha, ví dụ như 9 giờ tối cho tới 10 giờ tối là giờ ngồi thiền. Mà khi ngồi thiền là phải thiệt là yên. Mà con nít mà đứa mốm nó la một cái là dần lắm, chạy xuống là quát nạt nó liền. Rõ không? Mày tâm gì? Tâm sân. Mà phải sao? Con nít thì nó phải la chứ. Mà trong khi mà tự nhiên mình đi la nó ha. Thành ra đó, mình cứ tưởng là mình thanh tịnh, mình cứ tưởng mình tu như vậy, mình yên lặng là mình tốt. Nhưng mà khi mình yên lặng thì mình lại ghét những người ồn ào, mình ghét những người rộn ràng. Vậy là không có đúng. Có những người họ nói còn cái rất là hay, họ nói ôi tôi là tôi thích gần ở những người tốt, tôi ghét người xấu lắm, nhìn mặt họ là tôi ưa. Có không nè, ưa gần người tốt thôi. Cái tâm là tâm gì? Cũng là tâm sân, là tâm ngạ mạn nữa ha. Cho nên cái thái độ đối với người xấu nên như thế nào? Vậy thì mình nói không ghét người xấu thì thái độ đối với người xấu nên như thế nào? Thái độ đối với người xấu là như thì thôi. Họ xấu thì họ kề họ xấu. Mà vì sao? Thật ra mình cũng thông cảm nữa. Không phải ai tự nhiên họ xấu. Nó phải có lý do vì sao người ta xấu. Có cái nhân duyên họ mới xấu chứ. À, thì hoặc thứ nhất là bản tánh của họ xấu. Thứ hai là vì họ sanh trong cái môi trường mà khiến cho cái tâm của họ, tâm xấu, tâm sân của họ nó khởi lên nhiều. À, họ thiếu sự tu tập, vân vân. Cho nên á, thật sự ra những người xấu là đáng thương hơn là đáng ghét. Mình nghĩ như vậy thì mình thay vì mình gửi tâm sân thì mình gửi tâm bi. Tâm bi là thương chúng sanh đang đau khổ. À, cho nên chỉ cần á, tác ý đúng, suy nghĩ đúng thì mình sẽ chuyển hóa cái tâm của mình. Đối tượng thì cũng vậy thôi, nhưng mà mình là chuyển hóa được cái cách, cái thái độ của mình đối với những cái sự vật xung quanh. À, và cái ý nghiệp thứ ba cũng gọi là cái bất thiện nghiệp thứ 10 đó, gọi là tà kiến, miccha ditthi. Tà kiến là sự thấy sai, hiểu sai, mà không những hiểu sai mà còn chấp cái sai đó nữa. À, ví dụ như có người họ cho rằng chết là hết, tức là có những người ví dụ như họ theo chủ nghĩa duy vật á, họ nói rằng vật chất là quyết định ý thức, và khi một người mà chết là hết rồi, không còn gì nữa cả. Vậy thì đó, cái đó gọi là đoàn kiến. Còn ngược lại đó, những người họ theo đạo Ba La Môn, họ cho rằng có một cái đại ngã, và mình là một người, mỗi người là một cái tiểu ngã. Cho nên khi mà mình tu làm sao để cái tiểu ngã của mình nó hòa với cái đại ngã, vì cái ngã đó là cái thương con, thì đó là thương kiến. À, còn á, như vậy nếu như chấp thương cũng là ta kiến, mà chấp đoàn cũng là ta kiến. Vậy thì đó, khi mà mình phải nhận ra điều như vậy, mình thấy không phải thương, cũng phải không phải đoàn. Chết không phải là hết, nhưng mà nó bắt đầu cho một đời sống mới. Nhưng mà cái chúng sanh mà trong đời sống mới đó, và cái chúng sanh trong kiếp trước là một hay là khác? Bây giờ câu hỏi này đặt ra cho quý vị nha. Một công án này. Bây giờ mình sống ở đây, mình chết đi, mình sinh ra một chúng sanh mới trong kiếp sống mới, thì chúng sanh đó là một hay là khác với chúng sanh kiếp trước? À, không phải một cũng không phải khác. Câu này từ đâu ra?
Trích từ đâu ra? Bây giờ chỉ cần hỏi trích từ đâu ra thôi. Kinh gì? Chắc chắn là có trong kinh. Ai nhớ câu này trích từ trong kinh nào? À, biết không? Ai biết không? Kinh gì? À, kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Đúng rồi. Câu đó tiếng Pali rất là ngắn gọn này. Na cha so, na cha anh nhô. Na là không, so là cái đó. Anh na là cũng không mà anh nhô là cái khác. Chỉ cha là và cùng á, không phải cái đó, không phải một mà cũng không phải khác. Bây giờ đưa cái ví dụ, quý vị có nhớ ví dụ trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp, ví dụ gì để chứng minh rằng là cái người chết và cái người kiếp sinh ra kiếp sau là không phải một, lấy ví dụ gì? Lấy ví dụ cái dù cái đèn. Cái đèn cây. Cái đèn cây mình sắp từ đầu hôm cho tới sáng. Cái đèn cây đó và cái đèn đầu hôm và cái đèn khi sáng hôm sau đó là một hay là khác? Không phải một cũng không phải khác. Bởi vì sao? Nếu như là một, vì sao hồi đầu nó dài như vậy mà tới bây giờ nó ngắn chút này thôi? Nói một nó không phải một, đúng không? Vì cái ngắn cái dài mà nói khác cũng phải, vì hồi hôm cùng cây đó mà bây giờ cây đó chứ còn ai đem đi đổi đâu, đúng không? Cho nên không phải một mà cũng không phải khác. Thì cái người mình bây giờ mình sống, mình chết đi rồi kiếp sau mình sinh ra đó, không phải một cũng không phải khác, là bởi vì nó có cái sự tiếp nối. Những cái gì mà mình đã làm trong kiếp này nó tiếp tục đi theo trong kiếp khác, như là cái nghiệp lực đó, nó tiếp tục nó đi theo. Và những cái tập quán nghiệp mà mình đã làm, những điều gì mình thường quen làm thì sẽ kiếp sau mình làm lại rất là dễ. Vì vậy cho nên có những thần đồng về âm nhạc, thần đồng về toán học. Người ta vì sao mà học, mấy có những người học nhạc nhanh như vậy? Vì họ đã từng học kiếp trước rất là nhiều rồi, bây giờ họ vào cái là tự nhiên họ nhớ rất là dễ dàng. Như là Mozart quý vị biết, 4 tuổi đã chơi đàn và 6 tuổi đã đi biểu diễn khắp thế giới rồi. Và không những đi biểu diễn mà ông sáng tác nhạc luôn. Mà đó là thần đồng âm nhạc, mà đâu phải học đâu. Ông hầu như là chỉ cần nghe qua là ông nhớ và ông đàn lại được rồi. Hoặc là ngay cả kinh điển Pali cũng vậy đó, có những em bé ở bên Sri Lanka và ở bên Miến Điện đó, là chưa biết chữ. Nhưng mà khi nó ngồi chơi, nó hát á, nó hát nhạc Pali. Và khi người ta thấu âm lại thì tệ ra là hát bài kinh chuyện Phật Luân. À, mà chưa biết chữ, chưa đi học. Cái đó từ đâu? Là kiếp trước, còn lại. Và nếu như mà mình đọc cái cuốn Karma and Rebirth, à, và có những cái cuốn là nói về, tức là nghiệp và tái sanh, và có những cái cuốn mà nghiên cứu về tái sanh của một vị bác sĩ Ian Stevenson của người Mỹ đó. Ông đã từng đi nghiên cứu gần 300 trường hợp là người ta nhớ được kiếp trước. À, có những em bé nó sinh ra mà nó cứ nói rằng đó, nó ở ngày xưa nó ở cái làng đó, nó tên như vậy, nó có vợ có chồng như vậy đó, cuối cùng nó hoài người ta phải dắt nó tới và người ta nó chỉ ra tất cả những cái chuyện là rõ ràng ai cũng thấy rằng. Và thậm chí đó có trường hợp á là em bé đó còn chỉ ra được cái nơi mà cái người giết đó là chôn cái vũ khí mà đã giết cái em bé này đó. Và có những người khi mà họ sinh ra là họ có cái bớt, có những cái sẹo, thì những cái bớt cái sẹo đó chính là những cái vết thương mà họ đã từng bị đâm bị chém ở trong kiếp quá khứ. À, thành ra đó, những cái đó là cái dấu hiệu cho mình biết rằng là có sự tái sanh. Và cái sự tái, có người khi mà tái sanh lại đó, có những thứ mình không đem theo được và có những thứ mình đem theo được. Thì cái gì mình nhớ được, cái gì mình không nhớ được nè. Thường á, cái gì mình làm lặp đi lặp lại là dễ nhớ, hoặc là cái gì cái ấn tượng quá lớn trong cuộc đời của mình thì mình bị nhớ. Còn á, những cái chuyện mà nó là nhỏ nhặt và nó phù phiếm thì mình khó mà nhớ lắm. Chị thậm chí bây giờ hỏi mình là ngày này tháng trước mình làm cái gì, quý vị nhớ không? Không nhớ, đúng không? Nhưng mà bây giờ chị cần hỏi là ngày cưới của quý vị ngày nào, có nhớ không? Mấy người mà đã từng đám cưới rồi nhớ không? Mấy người đám cưới rồi chứ mấy người không đám cưới đừng có trả lời. Ai mà đã từng đám cưới rồi á là bây giờ hỏi đám cưới ngày nào có nhớ không nè? Nhớ chứ, mà ngay đó chuyện có những sự kiện gì xảy ra nhớ chứ, phải không? À, vì nó ấn tượng rất là mạnh ở trong cái tâm thức của họ. À, hoặc là bây giờ đấy quý vị, cái ngày mà mình được xuất gia đó, à, mình nhớ rất là rõ. À, ngày mà mình được vô trong trường thiền mình tu chẳng hạn, những cái ngày mà mình cảm thấy hạnh phúc nhất cuộc đời của mình thì mình rất là nhớ. À, thì đó là lý cho nên người ta họ nói rằng, à, để giải thích cái chuyện là vì sao mà mình không nhớ lại kịp trước á, thì người ta hay nói là qua sông Nài Hà rồi phải ăn cái bạc chào lũ. À, cho nên cuối cùng không có nhớ. Chứ thật sự ra là gì?
cái chuyện có nhiều người họ nói rằng tôi không tin kiếp sau, bởi vì tôi có nhớ gì kiếp trước đâu. Họ chỉ nói là vì tôi không nhớ gì kiếp trước cả, cho nên tôi không nhớ là có kiếp trước. Nhưng mà mình hỏi họ, nếu vậy thì chuyện kiếp này thôi mà năm ngoái làm gì là nhớ chưa mà đòi nhớ kiếp trước? Thì cái chuyện đó, chứ như vậy không nhớ cái năm ngoái chứng tỏ không có năm ngoái hả? Đúng không? Thì như vậy mình không nhớ kiếp trước không có nghĩa rằng không có kiếp trước, mà bởi vì cái khả năng của mình không đủ để mà nhớ thôi. Còn những cái vị mà họ tu thiền á, mà trí tuệ của họ phát triển á, thì không những nhớ một kiếp mà nhớ cả trăm ngàn kiếp lận. Thì bây giờ trở lại đó, thì tà kiến là gì? Là mình không có chấp thường, không có chấp đoạn, mà mình thấy rõ các pháp như nó đang là. Và có một cái nữa đó là mình mà hiểu sai, thì khi nào mà mình nhận ra mình sai đó là mình phải biết sửa sai, chứ đừng có chấp. Trước đây có thể mình hiểu như vậy, nhưng mà sau này mình nhận ra rằng là ồ, cái hiểu của nó trước mình là không trúng thì mình cứ bỏ thôi, chứ đừng có tự ái. Thậm chí ha, ví dụ như là đối với con cái cũng vậy. Nhiều khi đó, trước đây mình cứ nghĩ mình học ngày xưa, mình cho rằng là mình hiểu đúng, bây giờ con cái nó về nó nói là cha mẹ nói vậy là sai rồi, thì mình giận lắm, mình nói đồ trứng rồi khôn hơn vịt à. Nhưng mà rõ ràng bây giờ nó khôn hơn mình thiệt, bởi vì nó có cơ hội để nó đọc sách nhiều hơn, nó biết nhiều chuyện hơn. Thành ra nếu như mà mình nói sai mà con mình nó chỉ ra rằng mình sai, thì mình nói, à vậy đó hả, mà để cho mẹ không biết, mẹ tưởng mà vậy đó, bây giờ vậy là mẹ biết rồi đó, có gì đâu. Mà chính khi mà mình nhận sai đó, con mình nó lại càng quý mình hơn nữa, hơn là mình nói mày đừng có nói vậy, đừng có coi con nít mà đòi coi mặt người lớn nha, làm sao không biết bị thân nít nó biết hơn người lớn được. Mình nói như vậy nó cười mình trong bụng, giờ không làm cười ngoài cho nó cười trong bụng á, phải không? Cho nên đừng có dấu dốt thì mình sẽ không có bị dốt, và đừng có chấp ôm chấp cái ta kiến này thì mình sẽ bị kẹt vô trong cái sự hiểu biết sai lầm, mình không thể tiến bộ được. Mười bất thiện nghiệp này cũng được gọi là mười ác hành. Du charita, du là ác, là khổ, là xấu, và charita là hành động hay là hành, thì du charita là ác hành. Trong đó sát sanh, nói lời thô ác và ác ý được làm bởi các tâm là căn sân, dosa mula citta. À, như vậy đó là thân thì có là sát sanh là thuộc về căn sân này, nói thì nói lời thô ác là căn sân, và trong ý nghiệp thì ác ý là căn sân. Rồi tà dâm, ý tham và tà kiến thì được làm bởi các tâm căn tham. Trộm cắp, nói dối, nói chia rẽ và nói chuyện phù phiếm được làm bởi hoặc là các tâm căn tham hoặc là các tâm là căn sân. Bởi vì có khi là mình nói dối là bởi vì tham, mà có khi mình nói dối bởi vì sân. Chứ không phải không? Mình nói dối bởi vì tham, ví dụ như buôn bán mà muốn lời nhiều đó, thì mình nói dối là việc vì tham. Mà mình nói dối là vì sân á, là bởi vì mình ghét cái người đó. Cho nên bây giờ họ hỏi có tiền không là không có, là vì mình ghét họ đó. À, thành ra đó khi đó là ghét là vì sân, mà muốn được thêm nhiều là vì tham. Hoặc là trộm cắp cũng vậy đó, có khi trộm cắp là vì tham, mà có khi trộm cắp là vì sân nha. Trộm cắp vì tham là bởi vì mình muốn lấy của người ta, còn trộm cắp vì sân á, đôi lúc thu cho bò ghét đó, mình ghét nó mới đi thu đồ nó chơi. À, thành ra là mình phải coi là mình khi đó mình tâm gì. Rồi tiếp theo thì sau khi mình nói về 10 cái nghiệp bất thiện thì mình nói tới 10 nghiệp thiện, kusala kamma patha, thì nó cũng chia ra làm 3 nhóm. Thì nhóm thân nghiệp á, là gồm có là thân nghiệp thiện là có không sát sanh, không trộm cắp và không tà dâm. Thì ở đây mình có thêm cái từ virati. Virati tức là tránh xa. À, tránh xa sự sát sanh hay là không sát sanh. À, tránh xa sự trộm cắp, tránh xa sự tà dâm. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, đó là 3 thân nghiệp thiện. Rồi mình có là 4 cái khẩu nghiệp thiện, đó là không nói dối, không nói lời chia rẽ, không nói lời thô ác và không có nói lời phù phiếm. Ngược lại, mình á, nói lời chân thật, nói lời có tính cách hòa giải, nói lời nhu mì, từ ái và nói lời có hiểu biết. Về ý nghiệp thiền thì cũng có 3 là không tham, không có ác ý và có chánh kiến. À, ngoài ra đó, mình còn ngoài cái thập thiện nghiệp thì mình còn có gọi là 10 phước nghiệp sự, hay còn gọi là 10 nhân sanh phước.
Punya kari kiraya vatthu. Mười nhân sanh phước này đó là không những nó là nghiệp thiền, là nó để khiến cho mình không có bị ác đạo rồi đó, mà còn thêm nữa là sinh thêm phước rất là lớn. À, thì thử có mười nhân sanh phước, bây giờ nó chưa có dở ra đó, bây giờ các lui thử có ai thuộc mười nhân sanh phước không? Đưa tay lên thì có ai thuộc mười nhân sanh phước mà không cần nhìn vậy. Bài này là người nào mà nghe sư cô mà giảng là nhiều, sư cô nhạc là nhiều lần lắm á. Ai thuộc đưa tay lên. Nếu theo đúng thứ tư nó nghe. À, mời cô. Là gì? Mới bảy. Nghe pháp giảng pháp là mới bảy rồi, còn ba nữa. Tùy hỷ gì? À, tùy hỷ phước. Là tám. Chia phước khôi hướng là một, là chín. Còn cái cuối nữa. Cải chánh trí kiến. À, rồi cho một tràng vỗ tay, sư cô này trả lời đúng hết rồi đó. Rồi, năm như vậy mười nhân sanh phước này. Thứ nhất là bổ thí. Thứ hai là tri giới. Tri giới tức là giữ giới hoặc là nắm giới hoặc là bạc quan trái giới đối với người cư sĩ. Còn với tỳ kheo thì người tỳ kheo thì đào thọ giữ giới tỳ kheo. Tỳ kheo ni thì giữ giới tỳ kheo ni. Sa di ni thì giữ giới sa di ni ha. Tu thiền là gồm có cả thiền chỉ và thiền quán. Cung kính là kính trọng các bậc trưởng lão và các bậc thánh, các bậc cha mẹ thầy tổ, các vị sa môn. Thứ năm là phục vụ. Phục vụ đó là không những là phục vụ người trong gia đình, rồi phục vụ những người ở ngoài xã hội, hoặc là phục vụ tam bảo thì đều gọi là phục vụ ha. Thứ sáu là hồi hướng công đức. Ví dụ như mình mỗi lần mình làm một cái việc phước gì xong thì mình đều nhớ hồi hướng cho chư thiên và thân bạc quyển thuộc đã quá vãng cũng như đang còn hiện tại và cho tất cả chúng sanh. Thì khi mà mình hồi hướng cho họ đó, họ được phước mà cái công việc mình làm, ví dụ như mình bổ thí, mình đã có cái phước bổ thí rồi, bây giờ hồi hướng phước thì có thêm cái phước của việc hồi hướng nữa, cho nên hồi hướng cũng là nhân sanh phước. Thứ bảy là tùy hỷ công đức hay là tùy hỷ phước. Mặc dù mình không có khả năng để làm phước, nhưng mà thấy người khác làm mà mình vui theo thì mình cũng có phước. Có nhiều người đó là thấy người khác làm á, mình không làm được á, là không khởi tâm vui theo mà khởi tâm buồn. Ôi cha, mà người ta làm được mình làm được buồn ghê. Mà nghĩ như vậy á, là thành ra cái tâm gánh tì, là tâm sân, là rất là uổng. Mình chỉ cần chuyển hướng suy nghĩ thôi, là mình nói rằng ô, người đó là họ có khả năng, họ làm được hay quá, mình rất là vui và vui về họ, và mình mong rằng sau này mình cũng làm được như vậy đó. Thì ngay khi đó là phước của mình cũng phát sanh. Quý vị biết cái ngày mà ông cấp cô độc, mà ông dâng cái tình xã kỳ viên lên cho Đức Phật và chư Tăng đó, thì hàng trăm hàng ngàn người mà ngồi đến mà tham dự cái lễ cúng dường đó mà họ tùy hỷ theo, họ có phước mà sau đó họ cũng sinh lên cõi trời luôn. Phước của họ cũng nhiều như là cái người mà làm phước cúng dường luôn. Cho nên lần sau đó mình mà thấy ai làm dân y trai tăng hay là cúng dường cốc liếu đó, mình hoan hỷ thiệt là nhiều. Thì phước của mình sanh lên là nhiều ha. Rồi thỉnh pháp tức là nghe pháp có phước không nào? Nghe pháp phước nhiều lắm, bởi vì suốt cả một thời 2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ mà ngồi nghe pháp là tâm mình nó không có đi hoang. Mà không có cái cơ hội để cho tham và sân nó khởi. Mà trong khi đó là trí tuệ phát khởi, niềm tin phát khởi. Cho nên phước báo rất là nhiều. Thuyết pháp có phải có phước không? Cũng có phước luôn. Trong cái thời thuyết pháp là trí tuệ của mình cũng phát sanh và niềm tin của mình cũng mạnh hơn. Và mình là đem cái sự hiểu biết cho người khác thì cái trí phước của mình cũng lớn. Và cuối cùng là cải chánh trí kiến. Là nếu như mình có cái sự hiểu biết sai thì mình phải sửa, không có giữ cái sự hiểu biết sai đó. Thì đây là 10 nhân sanh phước. Và bây giờ khi mà nói tới nghiệp thì có thêm một cái vấn đề nữa, đó là sự xuất hiện của các đối tượng liên quan đến nghiệp. Đối với một người sắp chết, do sức mạnh của nghiệp sẽ làm duyên hay là tạo điều kiện cho kiếp sau, mà một trong ba đối tượng sau luôn luôn xuất hiện qua một trong sáu môn. Tức là khi mình sắp chết á, thì sẽ có những cái hình ảnh này nó xuất hiện qua một trong sáu môn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.
Có người họ thấy bằng mắt luôn, có người họ nghe bằng tai, nhưng mà có người chỉ thấy hiện trong ý của họ thôi. Thứ nhất là nghiệp. Ở đây tức là nghiệp tạo ra sự tái sanh trong đời sau, nó đi vào ý môn. Là nghĩa là sao? Tức là ngay tại khi đó đó, là mình khởi lên cái tâm thiền, mình hành thiền hoặc là mình niệm Phật, thì ngay tại đó là nghiệp nó phát sinh. Còn ngược lại đó, có trường hợp là khi đó cái tâm của mình nó yếu quá cho nên không có nghiệp, nhưng mà có nghiệp tưởng phát sanh. Nghiệp tưởng là gì? Các cái cảnh sắc, âm thanh, mùi vị vân vân đang hay là đã được quan sát trong lúc tạo nghiệp, nó cho quả, sẽ cho quả. Ví dụ như là mình từng thường mình hay đi trai tăng, mình hay đi cúng dường, cho nên khi mà cái hình ảnh đó con cái tới ngồi một bên là nhắc là cha mẹ nhớ là ngày xưa là hồi trước cha mẹ hay đi trai tăng, bây giờ nhớ lại để hồi hướng, để hoan hỷ đi. Thì nghĩ đó, trong cái hình ảnh của cái người sắp chết đó hiện ra hình ảnh cái ngôi chùa và có chư tăng trang nghiêm, rồi mình cúng dường vật thực, thì cái hình ảnh đó được gọi là nghiệp tưởng. Tưởng là hình ảnh. Như vậy nghiệp là hành động, còn nghiệp tưởng là hình ảnh. Còn ngược lại, những người mà hay làm cái việc bất thiện thì cái hình ảnh cuối cùng hiện lên lại là cái hình ảnh bất thiện. Ví dụ như là cái người mà hay mổ heo thì họ thấy hình ảnh là những con heo đang bị mổ, đang bị chọc tiết, nó đang bị la khóc. Thì đó gọi là nghiệp tưởng. Và cái thứ ba gọi là thủ tưởng. Chữ thủ đó tức là hướng tới, là cảnh tượng, tưởng là cảnh tượng ha, cảnh tượng về con người hay là những tòa nhà, cái cảnh giới đó mà liên quan tới cái người, cái nơi mà cái người sắp chết sẽ tái sanh theo cái nghiệp của họ. Ví dụ như có người đó khi sắp chết đó, họ sẽ xe trời tới rước, hoặc là họ thấy cái cảnh trời rất là đẹp, hoặc là họ thấy những cái vị chư thiên tới rước họ, họ thấy những cái cảnh, những cái tòa lâu đài rực rỡ. Thì những người mà họ từng có phước lớn là họ sẽ thấy cái cảnh như vậy, thì gọi là thấy thủ tướng, thấy cái cảnh giới họ sắp đi tới. Còn ngược lại đó, những người mà họ sẽ đọa vào bốn đường ác đạo đó, thì họ sẽ thấy những cái hố lửa rừng rực mà họ đang bị số xuống đó, họ thấy những cái hầm băng, hoặc là họ thấy những cái con súc sanh mà đang nhộn nhộn như vậy, thì họ sẽ nhập vào bầy của những cái súc sanh đó đó. Thì đó cũng là thủ tướng của những người mà có cái nghiệp bất thiện. Phần cuối cùng của cái bài hôm nay của nghiệp á, là nói về thập nhị nhân duyên và các chú trên nghiệp. Mình có biết thập nhị nhân duyên là từ vô minh ha, vô minh duyên cho hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử. 12 cái chi này nó giải thích cái sự sinh tử luân hồi của một chúng sanh. Vì sao chúng ta sanh ra bây giờ? Đó là vì từng trong quá khứ chúng ta đã từng do vô minh chúng ta tạo rất là nhiều nghiệp, cho nên vô minh và nghiệp hành, hành nghiệp trong quá khứ, nó sẽ khi mình chết thì có cái thức đi tái sanh, cho nên gọi là thức này ha. Vô minh và hành tức là cái nghiệp nhân cũ mình đã tạo trong quá khứ. Vậy thì khi mà mình bắt đầu đi tái sanh á, thì đầu tiên là có cái thức đi tái sanh. Thì khi mà có thức, thức đi tái sanh thì sẽ gặp tìm cái thức đó, cái nghiệp thức, cái nghiệp lực của mình đẩy đi để mình gặp cha mẹ. Thì khi mà thức gặp với tính cha huyết mẹ, nó trở thành một cái tập hợp gọi là danh và sắc. Thì danh sắc này đó nó phát triển ra thì sao, nó trở thành là khi mà mình ra đời đó thì gọi là lục nhập, tức là sáu giác quan nó tiếp xúc với sáu cái đối tượng ở bên ngoài gọi là lục nhập. Thì để trong cái lục nhập như vậy thì nó phải có cái sự xúc, tức là sự tiếp xúc giữa các căn và các trần. Và khi mà có xúc á thì nó có thọ. Xin lỗi, ở đấy thọ nó ở phía trên luôn, mà không hiểu sao khi mà định máy thì thọ nó nằm phía dưới. Thọ nó cũng nằm phía trên luôn, thọ cũng là quả. Ha, quý vị đưa chữ thọ lên, ai mà chép thì ghi chữ thọ lên trên. Như vậy thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, đó là những cái quả mà tạo ra. Thì dù một vị Phật hay một vị A-la-hán đó, thì cũng đều phải có những cái này cả, đều có thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ. Xúc và thọ nó chưa có tạo nghiệp. Mình thấy có thân, có giác quan thì phải có từ tiếp xúc thôi, mà có tiếp xúc thì phải có cảm thọ. Đức Phật Ngài cũng có thọ khổ, thọ lạc, thọ xả y như mình thôi. Nhưng mà bây giờ cái khác biệt giữa một người giác ngộ và người chưa giác ngộ là ở cái khâu tiếp theo, tức là nghiệp nhân mới đó. Khi mà mình có thọ thì mình hay có duyên cho ái. Thọ lạc thì mình duyên cho cái gì? Loài ái gì nè? Ái gì? Khi mà mình có cảm thọ lạc, cảm thọ dễ chịu thì mình sinh cái muốn, mình phát sinh cái ái gì? Muốn nó có hoài, gọi là hữu ái. Đúng không? Mà khi cái thọ khổ,
Thì mình muốn là gì? Muốn nó biến mất đi, muốn nó đừng có tồn tại nữa, tức là phi hữu ái. Còn nếu như thọ đó là thọ xả, thì cái phản ứng của mình là sao? Thọ xả mình thấy nó nhàm chán quá, thì mình muốn tìm một cái cảm giác mới, cho nên gọi là dục ái. Vậy thì từ thọ nó duyên cho ái, mà ái rồi nó chưa có đủ, ái rồi nó mình còn phải thủ đó, mình muốn chiếm hữu nó. À, và thủ cho nên mới có, có cái sự tồn tại gọi là hữu. Ái thủ hữu tức là nghiệp nhân mới. Và vì có ái thủ hữu cho nên mới khi mình chết, vì sao mà mình không có chết luôn? Mình không không còn mà mình lại có sự tái sanh. Vì sao? Bởi vì mình mong muốn trở thành. Quý vị thấy không? Nếu như khi mình chết mà mình không còn mong muốn trở thành á, thì mình không còn tái sanh đâu. Nhưng mà bởi vì á, hầu như hữu thức hay vô thức mình có cái sự mong muốn trở thành. Ví dụ có những người là còn con cái, cho nên khi mà chết nó tiếc nuối con cái mình, là con nhỏ quá, cái tấm tiếc nuối đó khiến cho mình đi tái sanh. Có người á, tài sản mình nhiều quá, mình chết mình tiếc, cho nên cái tấm tiếc nuối đó cũng là cái nhân để cho mình đi tái sanh. Thậm chí có những vị á, là làm thiện nghiệp nha. Ví dụ như có một vị sư là phát nguyện xây cho xong một cái chùa, và vị sư đó tha thiết đến nỗi mà nói rằng, nguyện rằng nếu như kiếp này mà xây không xong thì kiếp sau xin lại để xây cho xong cái chùa đó. Thì á, mới đầu nghe thì có vẻ đó là thiền, cái thiền rất là mạnh, nhưng mà cái thiền đó lại là cái nhân để mình đi tái sanh. À. Thì bởi vì cái ý muốn, mong muốn trở thành, mong muốn tiếp tục, cái chính là hữu đó. Và vì vậy cho nên mình còn tiếp tục sanh, sanh ra, cho nên mình có, vì còn sanh ra cho nên có lão, có tử. Và lão và tử này là mình nói ngắn gọn sanh và lão tử, chứ trong sanh và lão tử đó đó, thì nó có luôn cả thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc, thọ luôn đó. À. Thì như vậy đó là mình thấy rằng là trong 12 nhân duyên, trong lý duyên khởi thì là có hai chi đầu là nghiệp nghiệp nhân cũ, rồi năm chi giữa là nghiệp quả mới, rồi là ái thủ hữu là ba chi tiếp theo là nghiệp nhân mới, và lão sanh và lão tử đó là nghiệp quả tương lai ha. Như vậy là nó đã liêu nhân quả, nhân quả, nhân quả nó tiếp nối liên tục. Và bây giờ cuối cùng đó, để kết luận lại cái bài về nghiệp này thì xin được trích một số câu kinh và một số câu của các vị danh nhân nói về nghiệp. Trong kinh Pháp Cú có câu: không trên trời dưới biển, không hang động núi rừng, không trụ chốn nơi nào trốn được quả ác nghiệp. Và câu Pháp Cú số 165: lành dữ bởi nơi ta, không ai lành cho ta, không ai lành cho ai, nhiệm tình do ta cả, không ai thanh tình ai. Và trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt thì Đức Phật có nói rằng các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa từ nghiệp, nghiệp là thai tạng, là quyến thuộc, là điểm tựa phân chia các loài hữu tình. Và câu cuối cùng là của một nhà văn Bỉ được giải Nobel văn chương, đó là nhà văn Morris Maeterlinck. Ông nói rằng không thể có cái gì cao đẹp hơn, công bình hơn, đạo đức hơn và đáng tin hơn là thuyết nghiệp và tái sanh. Từ nó đã đủ để chứng minh tất cả những bất đồng về thể xác và trí thức, những bất công về xã hội, những thiên lịch đáng sợ về số phận. À, mình không có trách ai cả, từ nghiệp của mình đã đưa dẫn tới, cho nên không có đi đấu tranh đòi lật đổ ai cả, mà chỉ tự chuyển hóa với bản thân mình thôi. À, thì mình còn lại khoảng 7 phút cho cái phần thảo luận ha. Thì nếu như quý vị ai có câu hỏi thì quý vị đưa tay lên. Dạ, có sư ở đây. Có ai có cái mic không? Đưa dâm sư Hằng ở giữa, cái cuối kia. À, cuối kia, sư kia đông, đưa tay trước, đưa trước rồi ha. Dạ, kính bạch quý sư. Có một nhóm đã vượt đi sau đây. Thứ nhất là trong phần tập nhiệm viên khởi khi ngán tâm tại, nếu chúng ta dùng kỹ tuệ quảng hiệu đó thì tài bỏ lại sẽ chấm dứt. Là ngán đó là phân thả được tập nhiệm viên. Vì cùng như trong kinh bạc nhà có nói là quả từ tài bố đã thân mất bạc nhà bá sát bạc đã chịu điểm ngủ ông giải pháp đồ cho kỷ phụ tắt. Thì nếu như dùng trị tuệ quả kiểu tài bỏ thì thả được tâm nhìn nhân viên thả được sinh tử của tôi. Cái thứ hai là cái này là... Khoan bây giờ coi chứ cho dừng lại ha. Thật ra không phải ngang từ ái mà phải ngang từ thọ thôi.
để ngang thọ mà mình thấy thọ như nó đang là thì ái nó không có sanh. Cho bây giờ ái nó sanh thì tức là nghiệp đã tạo rồi. Cho nên là mình phải trước khi ái sanh chứ không phải chờ ái sanh rồi mình diệt được. Dạ. Rồi xin nói tiếp phần tiếp theo. Dạ, thưa cô, là thí sư cái thứ hai là cách đây khoảng hơn một tháng con vô tình đi karaoke và con gặp được ngay đến đó thì câu chuyện là hôm đó vào khoảng vì ở một buổi sinh nhật của một người bạn có vào thì có rất nhiều người vô tình người bạn đó đã gọi những người cũng đã vào thì 11 người kia ngồi nói chung là họ rất thoải mái, họ thực hiện theo thì cái bình thường họ đấy, còn con đi ngồi không nhung tham nhau quy con sợ con tránh và lúc đó con cố gắng tỉnh thức con nhìn những ý khởi sanh trong tâm mình và lúc đó con đã không thực hiện những hành vi những người kia, những kết quả vì con ở dư vào thì nghiêm trọng cho nên con đã chịu hậu quả là tổn thất 300.000. Và sau đó có một người bạn đi về đến trường thì do đi về trong nửa đêm tức đi thi thời cho nên con đã chịu một cái hậu quả đó là con gặp cướp và đó cũng là lời mà tiếp tục dài là đi thi thời sẽ gặp những hậu quả cho cô những cái con nhìn như vậy ở con xa thứ xa thứ như vậy cái rất là hay mình rút ra được bài học đúng lúc. Dạ. Trong cái bài kinh giáo thọ Thi Ca La Việt á, Sikalo Varasutta thì Đức Phật ngài có nói cái chuyện là đi phi thời đó, không nên đi phi thời bởi vì đó là dễ cho tạo ra mình những cái bất an, gặp những cái nguy hiểm. Cho nên là quý vị đừng còn nên đi ra đường vào 6-10 giờ tối, bởi vì đó là cái giờ đó là cái giờ mà những cái nàng cướp bóc hoàn thành đó. Khi mà vắng người thì người ta dễ hành động. Thì sư mà khi đang còn thanh niên mà rút ra được những bài học như vậy thì rất là quý, rất là mừng cho sư. Dạ. Dạ, rồi mời sư phía trên này. Hồi nãy thầy có sư nào đưa tay không? Dạ. Dạ, kính bạch sư cô. Sư cô cho con hỏi một câu về nghiệp. Như dân gian Việt Nam có câu thành ngữ là đời trang mặt về có khát nước. Thế thì câu này đó họ nói rằng đời cha ăn mặn đời con khát nước, có nghĩa là cha làm mà con chịu. Thật sự ra đó thì nó có cái nghĩa liên đới thôi, nó có cái phần liên đới bởi vì á ví dụ như là nó có cái sự ảnh hưởng trong gọi là cộng nghiệp. Mình hay có cái từ là mình hay nghe từ là biệt nghiệp và cộng nghiệp đó, bởi vì á, là người cha thì phải nuôi con, mà vì nuôi con cho nên là đi làm trộm cắp rồi nó rất mượn tiền người ta mà không có trả vân vân, thì khi mà người cha mà người ta mà không bắt được người cha thì người ta tới bắt người con, hoặc là khi mà cha chết thì con không phải chịu mà trả gánh cái nợ đó. Thì mình thấy rằng đó là nó có cái sự liên đới chứ không phải không. Vì sao không đi bắt con người khác trả nợ mà bắt con ông đó trả nợ? Bởi vì dù sao đi nữa thì ông đó cũng đem cái tiền đó về nuôi cái đứa con. Cho nếu như mà được người đứa con mà nó không có được ông nuôi thì người ta cũng không tới nếu cái đứa con đó làm gì. Cho nên ở đây không phải là mình nói rằng là người đời cha ăn mặn đời con khát nước, người kia làm mà người này chịu. Ông cha vẫn phải chịu cái trách nhiệm chính của ông cha. Nhưng mà người con một phần nào chịu liên đới trách nhiệm là bởi vì khi mà người cha làm cái điều bất thiện hay là mắc nợ người ta đó thì người con cũng có dự phần bên trong. Cho nên là bây giờ mình dự phần để mà trả nợ thôi. Dạ. Chứ còn không có cái chuyện là như vậy mình nói rằng như vậy người này làm mà người kia chịu. Ai làm thì vẫn nảy chịu thôi. Cái người chịu chỉnh vẫn là người cha. Còn người con thì là bị liên đới. Dạ. Có ai hỏi nữa không? Nếu ai hỏi nữa thì đưa tay. Dạ, có một người hỏi. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Cô đang giảng, kính bạch thầy sư, cô đang giảng về cái vấn đề làm nhiệm nhân duyên. Hôm qua con nhớ có một cô tu nữ cũng hỏi về cái cụm từ là tùy duyên phục pháp. Tại đây con xin hỏi sư cô chính xác là Đức Phật có giảng về khái niệm tùy duyên hay không? Thì là chỉ giảng về lý duyên khởi. À.
Đức Phật á, thì ngài không có dùng cái chữ tùy duyên, nhưng mà đó ngài nói về các cái loài duyên đó, ngài nói là do nhân nào, do duyên nào, rồi á, là mình khi mà mình sống á, là mình phải chọn những cái nhân nào, duyên nào để đưa tới cái pháp thiền, rồi nhân nào, duyên nào đưa tới cái pháp bất thiền. Thì từ đó mình mới thấy rằng đó là không có cái gì á, mà nó tự nhiên mà tình cờ hoặc là ngẫu nhiên nó xảy ra cả, mà tất cả đều phải có nhân và có duyên. Và như vậy đó là mình phải chọn nhân chọn duyên, mình phải có cái ý thức chủ động trong chuyện đó, chứ không phải là mình cứ để cho nó trôi xuôi sao cũng được cả. Nhất là nếu như mà mình học vào ví diệu pháp đó, là có tới 24 duyên nữa, thì trong đó đó là nhân duyên, rồi cảnh duyên, rồi trưởng duyên, rồi quyền duyên, rồi thiền duyên, đạo duyên, vân vân, rất là nhiều. Và cuối cùng đó thì để kết luận ra đó là mình phải hiểu được đó là mối quan hệ giữa các duyên, và từ đó đó mình cũng phải chọn cái duyên nào cho nó thích hợp nữa. Cho nên mặc dù không có cái từ tùy duyên ở trong kinh, nhưng mà cái ý đó đó, nói tùy duyên tức là mình tu tập nó đúng theo trong cái hoàn cảnh của mình, đúng theo cái môi trường của mỗi người, để mỗi người tự tu tập đó, thì cái ý đó nó rất là, nó bàn bạc rất là nhiều trong cái lời kinh của Đức Phật dạy. Dạ, và cũng hết giờ rồi, đúng 5 giờ. Thì mình kết thúc buổi học hôm nay ở đây, chiều mai mình học tiếp. Không biết á, quý vị trong đây có ai muốn đề nghị là muốn học một cái đề tài gì đó không, hay là cứ để sư cô tự chọn thôi? Hả? Đây có hả? Rồi có ai đề nghị thì cho quý vị đề nghị, rồi có cô này đề nghị muốn học cái gì? Cứ đề nghị trước đi, đề nghị là một chuyện ha, còn cái chuyện mình quay thì rồi cô đọc trước rồi đó, cô đọc đưa tay trước. Dạ, kính bạch sư cô, con có cái ý như thế này là nghe cái bài giảng của sư cô thì đúng là cô đã chọn người rồi, nhưng mà chúng con đến đây thì mỗi người có một cái hoàn cảnh riêng, cho nên là con mong rằng sư cô dạy cho chúng con cả cái pháp đối trị thì chúng ta để chúng con có thể vượt qua những cái phiền não và cuộc sống dễ được. Những pháp đối trị phiền não ha? Dạ, con xin kia sư cô. Rồi, con cố bên đây. Pháp hành tự niệm xứ. Rồi trong đây có nhiều người muốn nghe pháp hành tự niệm xứ không? Có ha? Bởi vì cô cũng có đang phân vân là nên dạy tự niệm xứ hay là dạy lý duyên khởi. Là tự diệu đế, có ba đề tài mà vào thêm một đó, ba đề tài mà cô đang phân vân là chọn, phải chọn hai trong ba, vì một đề tài phải hai buổi mà mình còn có 5 buổi thôi. Thôi tự niệm xứ đi ha, bởi vì trong tự niệm xứ là có luôn là cái pháp đối trì ha. Rồi tự niệm xứ và lý duyên khởi là hai bài mình sẽ học nha. Rồi thôi mình hồi hướng ha. Y đằng nô nhá ti nằng hô thu su khi ta hôn tu nhá ta vô. Y đằng nô nhá ti nằng hô thu su khi ta hôn tu nhá ta vô. Y đằng nô nhá ti nằng hô thu Sukhita hôn tu nhà ta vô. Y đăng vát ta mê buôn nhăn a sa va kha ya va hăng hô tu. Sa thu, sa thu, sa thu. Chào quý vị.